Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của trường gió đông nam dầu ẩm cho nên tại khu vực Bắc Bộ trời sẽ nhiều mây và có mưa rải rác, nên nhiệt độ vào ban ngày có xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 22 cho đến 24 độ cho các tỉnh Đông Bắc. Còn khu vực Tây Bắc thì vẫn ở mức khá cao, có thể lên tới từ 25 cho đến 28 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm 13 tháng 12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển từ cấp 4 cho đến cấp 5. Và từ đêm 14 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ. Như vậy là trời chỉ còn ấm áp trong ngày hôm nay, sau đó do tác động của không khí lạnh thì nền nhiệt độ sẽ giảm dần, trời chuyển rét từ ngày 14 tháng 12. Trái ngược với tình trạng khô ráo, ít mưa ở các tỉnh Bắc Bộ là tình trạng mưa nhiều tại các tỉnh Trung Bộ. Tại khu vực này vào ngày mai, do tác động của đới gió đông ở trên cao, cho nên mưa xảy ra nhiều nơi từ các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận, có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sau đó sang ngày 14 và ngày 15, khu vực còn ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông Bắc, cho nên vùng mưa sẽ mở rộng đến các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Tuy nhiên thì vùng mưa nhiều vẫn là khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận. Khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này được dự báo kéo dài cho đến ngày 16. Tầm mưa lớn là các tỉnh từ Quảng Nam cho đến Phú Yên. Khu vực này sẽ có mưa to đến rất to. Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Còn về nền nhiệt, do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 15 trời chuyển rét tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 23 độ. Còn các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì do mưa nhiều cho nên nền nhiệt độ cũng chỉ phổ biến từ 25 cho đến 27 độ. Một số nơi ở phía Nam có thể lên tới mức 28 độ. Lui xuống các tỉnh phía Nam, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày tới, ở khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 cho đến 100mm, có nơi cao hơn 100mm và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, còn khu vực Tây Nguyên thì mưa cũng có xu hướng tăng lên. Còn về nền nhiệt độ, do mưa nhiều nên nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm dần với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 26 cho đến 29 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 27 cho đến 30 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của gió Đông Bắc nên từ sáng 14 tháng 12 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng biển từ Bình Thuận cho đến Sóc Trăng có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tàu thuyền tuyệt đối không nên hoạt động trên vùng biển này để đảm bảo an toàn. Như vậy là từ chiều tối ngày 13 cho đến ngày 14, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới nên nhiệt độ giảm, trời chuyển rét từ ngày 14. Mưa tại khu vực Trung Bộ tăng trở lại. Từ ngày 14, nhiều nơi từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông tăng trở lại, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 12 tháng 12 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.